Vào rạng sáng ngày 8 tháng 7, theo giờ Việt Nam, Anh đã có cuộc chạm trán Đan Mạch trong trận bán kết Euro 2021 với một đội hình gồm nhiều ngôi sao và được đánh giá cao hơn đối thủ. Tuy nhiên, thầy trò huấn luyện viên Gareth Southgate đã phải rất vất vả mới có được chiến thắng trước những chú lính chỉ. Tiền đạo Raheem Sterling đã đem lại một quả phạt đền đầy tranh cãi, giúp Tam Sư vượt qua Đan Mạch để góp mặt trong trận chung kết Euro 2021. Dù phải thi đấu trước một đội tuyển cực mạnh là Anh ngay tại Wembley, Đan Mạch vẫn thể hiện được sự kiên cường. Thậm chí, những chú lính chỉ mới là đội vượt lên dẫn trước nhờ pha đá phạt tuyệt đẹp của Dam Sugat. Sau đó, tuyển Anh đã thi đấu đầy nỗ lực và có được bàn gỡ để kéo trận đấu bước vào hiệp phụ. Phút 103, tiền đạo Raheem Sterling đã có pha xâm nhập vào vòng cấm. Dù không chịu tác động mạnh của hậu vệ đối phương, chân sút thuộc biên chế Manchester City ngay lập tức ngã ra và trọng tài không ngần ngại chỉ tay vào chấm phạt đền. Trọng tài Danny McAuley sau đó đã nghe tham khảo từ tổ VAR. Tuy nhiên, ông quyết định không xem lại tình huống và vẫn trao cho Tam Sư một quả phạt đền. Tình huống thổi penalty có phần tranh cãi này ngay lập tức nhận về phản ứng rất mạnh của cựu huấn luyện viên Arsenal, ông Arsene Wenger. Không thể là penalty được. Tôi không hiểu tại sao VAR lại không yêu cầu trọng tài xem lại tình huống đó, cựu chiến lược gia người Pháp cho biết. Trên chấm phạt đền, tiền đạo Harry Kane dù mất tới 2 nhịp dứt điểm nhưng cũng đã đánh bại Schmeichel. Những phút còn lại, Đan Mạch không còn đủ thể lực cũng như tinh thần để làm nên điều kỳ diệu. Trước nhiều ý kiến trái chiều, một tờ báo của Italia đối thủ của Anh trong trận chung kết Euro 2021 đã công khai cà khịa chiến thắng có phần được thiên vị của thầy trò Southgate. Cụ thể, đó là tờ Calcio Mercato và nguồn tin này cho rằng chiến thắng của đội tuyển Anh là không thuyết phục. Tam Sư thắng nhờ tiểu xảo và hiệu ứng sân nhà. Trong bài báo số ra ngày hôm nay của Calcio Mercato có đoạn, quyết định của trọng tài Danny McAuley trong trận đấu này là không thật sự thuyết phục. Trọng tài người Hà Lan đã làm gián đoạn trận đấu để lắng nghe tổ VAR. Tuy nhiên, rõ ràng các đoạn video đã cho thấy, trên thực tế Sterling chỉ có pha va chạm nhẹ với Joachim Mele và đây không xứng đáng là quả 11m. Như vậy, đội tuyển Anh đã có lần đầu tiên tiến đến trận đấu cuối cùng của một kỳ Euro. Đối thủ của thầy trò Southgate sẽ là Italia, đội tuyển đã đánh bại Tây Ban Nha ở bán kết sau loạt luân lưu cân não.